Chào mừng quý vị và các bạn đã đón xem trận đấu của đài truyền hình Fightback TV. Và ngày hôm nay tôi Kidaki sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Có thể thấy trên các khán đài, tiếng hò reo của các cổ động viên đã làm cho không khí trước trận đấu trở nên náo nhiệt và hưng phấn hơn bao giờ hết. Vâng, đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cũng cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Tiếng còi khai cuộc của trọng tài đã vang lên và trận đấu đã bắt đầu. Giữ bóng rất tốt. Tình huống phá bẫy biệt thị. Chuyền bóng vào trong. Như vậy là lưới đã rung lên. Dứt điểm là không thể cản phá. Một bàn thắng đã đến là điều hiển nhiên trong một thế trận như thế này. Hà Công đang thi đấu rất tốt. Một bàn thắng tuyệt đẹp. Đội thi đấu tốt hơn đã có được bàn thắng dẫn trước. Và ở ngoài đường pit thì huấn luyện viên đang ra hiệu cho các cầu thủ giảm nhịp độ trận đấu, chủ động nhường thế trận để chơi phòng ngự phản công. Những cầu thủ có tính sáng tạo và ngẫu hứng cao như Iniesta, Juan Mata hay Mesut Ozil luôn là những thủ lĩnh được trọng dụng với mọi nhà cầm quân. Khoảng trống không thể vượt qua. Chuyền vào trong. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Di Maria phạm lỗi rồi. Như vậy là một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. Chuyền vào trong. Rất nỗ lực. Một pha treo bóng. Tiếp tục là một cú sút. Tình huống sóng gió trước cầu môn. Khoảng trống. Một nỗ lực rất đáng khen ngợi. Cơ hội đã trôi qua. Sóng gió đã qua cho cầu môn. Chuyền vào. Có thể dứt điểm. Rất tốt. Di Maria. Pha bắt bài là rất tốt. Rất nỗ lực.
Phạm Lỗi. Lionel Messi. Phối hợp khá đơn giản. Không được. Một đường chuyền dài. Di Maria. Đường chuyền chuẩn xác. Dứt điểm đi. Các cầu thủ đang tỏ ra rất kinh nghiệm. Hiệp 1 của trận đấu còn 15 phút. Lấy bóng rất đơn giản. Rất tốt. Chuyển bóng tốt. Một tình huống mà cần phải có sự hỗ trợ của đồng đội. Rất bình tĩnh. Neymar. Phối hợp khá đơn giản. Cơ hội. Dứt điểm đi. Vẫn còn. Vào rồi. Như vậy là lưới đã rút lên. Như vậy là cách biệt đã được nâng lên thành 2 bàn. Rất gọn gàng và chính xác. Hàng thủ đã thi đấu không tốt khi để tiền đạo đối phương vượt qua khá dễ dàng. Và cuối cùng thì họ đã phải nhận một bàn thua rất đáng tiếc. Cách biệt đã được nâng lên thành 2 bàn. Các cầu thủ cần phải thi đấu quyết tâm hơn nếu họ muốn tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Khi mà mùa giải đã đi tới giai đoạn quyết liệt thì việc thiếu vắng một số những trụ cột sẽ dẫn đến những hệ lụy nhất định cho toàn đội. Việc huấn luyện viên sử dụng xoay tua một cách linh hoạt các cầu thủ dự bị sẽ có quyết định không nhỏ tới thành công của đội bóng. Phòng ngự rất chắc chắn. Cơ hội tấn công. Đường cho khe. Không được. Không được. Hiệp 1 đang trôi về những phút cuối cùng. Đường chọc khe. Rất nỗ lực. Dứt điểm ngay. Dứt điểm. Một nỗ lực xứng đáng được ghi nhận. Cần phải có nhiều hơn những tình huống tấn công như thế này. Đường chuyền chuẩn xác. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. Xin mời quý vị các bạn hãy trở lại phòng quay của đài truyền hình Khoai Bách để tiếp tục trò chuyện với chuyên gia Nhật Trường và anh Trọng.
mất bóng rồi. Một cú sút. Hàng thủ đã chơi không tốt trong tình huống vừa rồi. Một cú dứt điểm rất tuyệt vời. Pha bóng thể hiện đẳng cấp rất cao của cầu thủ này. Cú dứt điểm là không thể tốt hơn. Bàn thắng thể hiện khả năng phối hợp đồng đội cũng như xử lý cá nhân một cách rất tinh tế. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn, kịch tính và căng thẳng, và có không ít các pha tiểu xảo của các cầu thủ hai đội dành cho nhau ở những phút vừa qua. Cơ hội đã trôi qua mất rồi. Rất nhiều những tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trong những phút vừa qua. Chuyền bóng tốt. Chọc khe rất tinh tế. Dứt điểm. Vào rồi, như vậy là lưới đã rung lên. Tuyệt vời, các cầu trường như đang vỡ hòa với bàn thắng này. Có thể nói bàn thắng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với họ. Cú dứt điểm thể hiện cảm giác bóng rất tốt. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng, nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Với những bản hợp đồng đắt giá và chất lượng thì có lẽ mùa giải năm nay đội chủ nhà sẽ khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Phối hợp khá đơn giản. Phối hợp khá đơn giản. Đường chọc khe. Tình huống nguyệt vị đã làm cơ hội để đội bóng của anh ấy có thể vươn lên trước đã không còn. Lionel Messi. Đường chọc khe. Cơ hội để giúp đội bóng của mình vươn lên dẫn trước đã trôi qua. Đó là một tình huống tuyệt vời. Cắt bóng rất dễ dàng. Rất bình tĩnh. Giữ bóng rất tốt. Rất tốt. Cản phá rất quyết liệt. Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Phạm lỗi rồi. Trọng tài đã không ngần ngại rút ra một chiếc thẻ vàng. Dani Alves.
Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Ampono, đường truyền đã bị chặn lại. Dani Alves. Pha phòng ngự tỉnh táo, đã có tình huống phạm lỗi. Pha bỏ lỡ rất đáng tiếc. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Bono. Pha xử lý cá nhân. Neymar đã có tình huống phạm lỗi. Một thẻ vàng, không quá bất ngờ khi trọng tài đã rút thẻ với tình huống phạm lỗi nguy hiểm như thế này. Với những con người như thế này thì họ có thể phát huy hơn nữa những tình huống bật nhả trung lộ và sau đó tìm giải pháp bằng những cú sút xa. Rất nguy hiểm. Không được, mặc dù đã rất cố gắng nhưng rất tiếc là đã không có bàn thắng được ghi. Đường truyền không tốt. Một đường truyền dài. Đã có một tình huống việt vị. Một đường truyền dài. Lionel Messi. Phối hợp khá đơn giản. Tình huống nguy hiểm. Wow! Dứt điểm quá hoàn hảo. Đó là một kết quả của một tình huống phối hợp nhuần nhuyễn và xử lý cá nhân rất hay. Cú dứt điểm rất lạnh lùng, quyết đoán và vô cùng hiệu quả. Cho tới lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Với một kết quả bất lợi như thế này thì họ sẽ phải tấn công nhiều hơn ở những phút tiếp theo. Khi mà mùa giải đã đi tới giai đoạn quyết liệt
thì việc thiếu vắng một số những trụ cột sẽ dẫn đến những hệ lụy nhất định cho toàn đội. Việc huấn luyện viên sử dụng xoay tua một cách linh hoạt các cầu thủ dự bị sẽ có quyết định không nhỏ tới thành công của đội bóng. Dani Alves đang là hậu vệ đắt giá nhất thế giới hiện nay kể từ khi cầu thủ này chuyển từ câu lạc bộ Sevilla sang Barcelona với mức giá 34 triệu euro. Ở Anh, chúng ta thấy được sự chắc chắn trong phòng ngự và hiệu quả trong tấn công. Những pha đi bóng táo bạo nhưng đậm chất Latin cùng với những cú sút vô cùng ngẫu hứng và đẹp mắt đã trở thành thương hiệu của cầu thủ này. Sergio Ramos, Bernat. Bóng đã bị chặn lại. Như vậy là họ đã giành được quyền kiểm soát bóng. Phạm lỗi rồi. Như vậy là trọng tài đã rút chiếc thẻ đỏ ra để chấp quyền thi đấu của cầu thủ này. Lionel Messi, anh đã có bàn thắng cho riêng mình trong trận đấu ngày hôm nay. Đường chọc khe, rất nỗ lực. Tình huống nguy hiểm, dứt điểm. Tuyệt vời, một bàn thắng quá đẹp. Chúng ta có thể thấy được niềm vui sướng tột cùng của huấn luyện viên cũng như ban huấn luyện của đội bóng này. Một tình huống mà hàng thủ đã chơi không thật sự tốt và cái giá mà họ phải trả là một bàn thua rất đáng tiếc. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Một tình huống mà hàng thủ đã chơi không thật sự tốt và cái giá mà họ phải trả là một bàn thua rất đáng tiếc. Các cầu thủ cần phải tuân thủ đấu pháp của huấn luyện viên. Như vậy là trọng tài chính ông Howard Webb đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại trường quay của đài truyền hình Quebec để trao đổi với hai chuyên gia bóng đá Nhật Trường và Anh Trọng. Thank you.